thương nhân phân phối xăng dầu sẽ không được mua bán xăng dầu của nhau. Đây là một trong những điểm mới tại dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến hoàn thiện, vừa đảm bảo kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường, cũng đảm bảo cơ chế quản lý của nhà nước đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện này, phát triển thị trường xăng dầu ổn định, minh bạch và hiệu quả. Cùng trao đổi tại trường quay, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vấn đề hôm nay. Xăng dầu là mặt hàng đặc thù có ý nghĩa chiến lược quốc gia, ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, có tính sống còn trong nền kinh tế. Do vậy, đây là ngành hàng kinh doanh có điều kiện và phải có cơ chế quản lý. Qua 10 năm thực hiện Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thì thị trường xăng dầu cơ bản được vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho đời sống sản xuất kinh doanh và an ninh năng lượng quốc gia. Và có thể nói rằng hiện nay Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ ngành, doanh nghiệp hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, sửa đổi từ Nghị định 83, Nghị định 95, Nghị định 80 của Chính phủ để có được phương án quy định về kinh doanh xăng dầu và điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam phù hợp nhất trong tình hình hiện nay. Vâng, thưa bà, dự thảo nghị định lần này đã thay thế nhiều nghị định về kinh doanh xăng dầu trước đây. Vậy thì với dự thảo này có những cái điểm mới và điểm ưu việt nào trong việc là đảm bảo được phân phối xăng dầu theo quy định cũng như là đảm bảo được cái sự minh bạch cho thị trường? Để đảm bảo công khai minh bạch trong điều hành kinh doanh xăng dầu thì dự thảo nghị định lần này đã xác định rõ một cái mục tiêu là góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, và cái nguyên tắc điều hành là theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước và hài hòa các cái lợi ích của doanh nghiệp, của nhà nước, của người dân và người tiêu dùng xăng dầu. Vâng. Và cái điểm mới ở trong các cái nghị định thì nó có 6 cái điểm mới. Có 6 cái điểm mới. Thứ nhất đấy là về cái cơ chế điều hành xăng dầu. Thì dự thảo nghị định cũng đã đưa ra một cái công thức và một cái công thức để cho doanh nghiệp tự tính toán, và sau đấy thì doanh nghiệp sẽ tự công bố và kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước để cơ quan nhà nước quản lý và giám sát. Cái điểm mới thứ hai đấy là về cái quỹ bình ổn. Thì cái dự thảo lần này thì cũng quy định là cái bình ổn giá xăng dầu thì được thực hiện theo cái quy định của luật giá năm 2023, và trong quy định của luật giá cũng đã quy định rất là cụ thể về các cái trường hợp và cái biện pháp thực hiện bình ổn. Và đối với cái thứ ba điểm mới đấy là bổ sung các cái điều kiện đối với cái thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Thứ nhất đấy là cái điểm đổi mới đấy là các cái thương nhân mà khi tham gia thị trường kinh doanh xăng dầu mà là doanh nghiệp đầu mối thì họ phải có kinh nghiệm trong kinh doanh xăng dầu ít nhất là 36 tháng. Và cái thứ hai là cũng họ phải thực hiện cái việc kết nối mạng với cơ quan quản lý nhà nước để cơ quan nhà nước giám sát cái tổng nguồn cung cũng như là cái tồn kho của doanh nghiệp. Và cái thứ ba nữa là họ phải có trách nhiệm đảm bảo được cái tổng nguồn tối thiểu là 100.000 mét khối trong một năm. Đấy là điểm thứ ba. Và cái điểm mới thứ tư nữa đấy là đối với thương nhân phân phối xăng dầu thì dự thảo cũng loại bỏ các cái quy định là thương nhân là phải dự trữ xăng dầu là 5 ngày, cũng như là loại bỏ một số điều kiện như là về kho chứa hay là phòng thử nghiệm. Tuy nhiên thì đối với thương nhân phân phối xăng dầu thì trong có một cái điểm mới đấy là để tránh cái việc mà mua bán qua tầng nấc trung gian thì đối với doanh nghiệp phân phối thì đã quy định là không được mua bán của nhau. Và điểm thứ 5 nữa đấy là cái dự thảo nghị định cũng bỏ đi những cái quy định mà nó liên quan đến cái dịch vụ kinh doanh xăng dầu, bởi vì qua cái rà soát thì cái dịch vụ kinh doanh xăng dầu không phải là cái mặt hàng kinh doanh có điều kiện, cho nên là chúng tôi loại bỏ ra. Vâng. Thưa quý vị, ở thị trường xăng dầu sau một thời gian phát triển đã có nhiều thương nhân tham gia vào thị trường xăng dầu. Thời gian qua, hệ thống kinh doanh xăng dầu vận hành với nhiều tầng lớp như là đầu mối, tổng đại lý, phân phối và nhượng quyền. Thì đến nay theo dự thảo mới đã quy định rõ và hệ thống hóa lại, tạm gọi là 3 cấp là đầu mối, phân phối và bán lẻ, được quản lý theo chuỗi. Và từng khâu trong chuỗi này sẽ thực hiện nhiệm vụ khác nhau để làm sao đảm bảo việc lưu thông xăng dầu được thông suốt. Và theo báo cáo sơ bộ của Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, hiện nay có trên 30 thương nhân đầu mối. Đây là nơi tạo nguồn nhập khẩu xăng dầu đầu vào mua từ các nhà máy đưa vào hệ thống phân phối của chính mình và bán cho các nhà phân phối khác. Và còn gần 280 thương nhân tham gia khâu phân phối được quyền mua của tất cả các nhà đầu mối mà không bị hạn chế để phân phối trong hệ thống bán lẻ của mình. Và cũng có khoảng gần 16.800 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước. Mọi người thấy là khoảng 280 thương nhân phân phối xăng dầu thì thị trường xăng dầu phát triển và cạnh tranh hơn. Thế nhưng mà có những cái rủi ro và chúng ta phải lường trước ra sao thưa bà? Thời gian vừa qua thì thực hiện cái quan điểm đường lối của Đảng và nhà nước thì cái quy định trong cái kinh doanh xăng dầu, các cơ chế chính sách trong quy định kinh doanh xăng dầu đã tạo điều kiện cho các cái thành phần kinh tế phát triển và các cái thành phần kinh tế tham gia vào cái cung ứng xăng dầu. Và như chúng ta đã thấy thời gian qua thì có rất là nhiều các cái thương nhân phân phối xăng dầu đã phát triển và họ có cái sự đóng góp cho cái đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Tuy nhiên thì cái hoạt động của các cái thương nhân phân phối trong cái thời gian vừa qua thì cũng được các cái cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan điều tra cũng chỉ ra một số cái bộc lộ. Trong đấy có 3 cái điểm bộc lộ chủ yếu mà cũng cần phải chấn chỉnh. Thứ nhất đấy là khi mà cái việc mà cho phép các thương nhân phân phối mà mua bán lẫn nhau thì nó sẽ tạo ra các cái tầng nấc trung gian và từ đó làm tăng cái chi phí. Và cái việc làm tăng chi phí này thì là nguyên nhân dẫn đến cái việc là các cái chiết khấu tại các cái khâu bán lẻ nó thấp và không khuyến khích cái người bán lẻ là bán hàng ra thị trường. Đấy là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai nữa là cái việc mua bán xăng dầu với nhau thì trên thực tế thì đã tạo ra một cái vì là với cái số lượng bán ra các thương nhân đều báo cáo cho nên tạo ra một cái số lượng tiêu thụ ảo. Khiến cho cơ quan quản lý nhà nước thì không nắm được cái số liệu thực tế để mà điều hành cái nguồn cung xăng dầu. Và cái thứ ba mà điểm bộc lộ thứ ba đấy nữa là các cái thương nhân khi mà mua bán lẫn nhau thì phục vụ cái mục đích cái tài chính kinh doanh của doanh nghiệp, bởi vì khi mà cái doanh thu họ mua bán lẫn nhau thì họ dùng cái thứ đấy để mà chứng minh để mà vay ngân hàng, và không cái việc này nó không đảm bảo cái đúng cái mục đích mà kinh doanh xăng dầu. Như vậy là theo tôi hiểu như những ý kiến bà vừa đưa ra từ phía cơ quan quản lý nhà nước, nghĩa chúng ta đang muốn đánh giá thực tế là chúng ta tiêu thụ thực tế như thế nào. Và quan trọng nhất bản chất cốt lõi là gì? Chúng ta cung cấp đủ lượng xăng dầu và biết được cái số lượng thực tế tiêu thụ ra sao. Khi chúng ta biết được tổng nguồn, tính toán được rồi và từ đó mới tính được là cái khi mà lượng tiêu thụ thực tế thì chúng ta mới dự trù được là cái tổng nguồn ra sao và có kế hoạch cho các năm tiếp theo. Vậy thì đây là yếu tố cốt lõi trong bài toán chúng ta đặt ra để đảm bảo được là cái vận hành của thị trường xăng dầu nó minh bạch và mình giám sát được cái lượng tiêu thụ thực tế qua các kênh phân phối thế nào, phải không thưa bà? Vâng, đúng ạ. Vâng, bà có thể làm rõ thêm cái yếu tố này cho khán giả nắm được không? Thực ra khi mà cái cơ quan quản lý nhà nước quản lý và giám sát được cái tổng nguồn cung xăng dầu ra thị trường và cái tiêu thụ thực tế ra thị trường thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ có một cái kế hoạch và sẽ lên cái kế hoạch để mà phân giao cái tổng nguồn tối thiểu hàng năm cho các doanh nghiệp thực hiện, và từ đấy thì thực hiện theo kế hoạch này thì các doanh nghiệp sẽ đảm bảo cái tổng nguồn cho xăng dầu cho nền kinh tế. Vâng, như bà chia sẻ đó là chúng ta bây giờ sẽ quản lý theo chuỗi. Và việc hạn chế và việc quy định rõ đây là các thương nhân phân phối không được mua bán xăng dầu với nhau. Thì cái việc quản lý theo chuỗi này với cái yếu tố là các thương nhân phân phối không được mua bán xăng dầu với nhau sẽ giúp chúng ta minh bạch cũng như là quản lý được cái lượng tiêu thụ thực tế, phải không ạ? Bà có thể làm rõ hơn không? Vâng, đúng rồi. Khi mà chúng ta đã quản lý được cái việc mà cái số lượng thực tế bán ra trên thị trường thì chúng ta cũng sẽ sẽ xây dựng được kế hoạch về tổng nguồn. Thì như vậy là chúng ta giao cho doanh nghiệp để họ thực hiện, thì những cái này thì sẽ làm minh bạch hơn cái thị trường và sẽ giúp cho chúng ta là kiểm soát được và kiểm soát được cái lượng tiêu thụ, cái đầu ra và đầu vào của doanh nghiệp. Và cũng có ý kiến đưa ra đó là nếu quy định như vậy thì sẽ là trái quy định và vi phạm luật kinh doanh hay không, và không đảm bảo sự công bằng theo nguyên tắc của thị trường. Vậy thì từ phía quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước, bà có thể giải đáp cái thắc mắc này của cái ý kiến này không ạ? Vâng, khi mà cái dự thảo nghị định có quy định về cái việc là các cái thương nhân phân phối không được mua bán lẫn nhau thì đúng là có một số ý kiến của các doanh nghiệp cho rằng là cái việc này nó sẽ làm hạn chế cái yếu tố cạnh tranh và không đảm bảo cái sự công bằng theo cái nguyên tắc thị trường, và các cái doanh nghiệp phân phối thì cho rằng như vậy là họ bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là kinh doanh xăng dầu là một hàng kinh doanh có điều kiện. Khi mà chúng ta tham gia kinh doanh xăng dầu thì chúng ta phải tuân thủ cái điều kiện mà cơ quan nhà nước quy định. Thì đấy là một cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là cái việc quy định mà thương nhân phân phối xăng dầu mua bán lẫn nhau thì thực ra theo chúng tôi thì nó cũng không làm mất đi cái tính cạnh tranh, bởi vì các thương nhân phân phối xăng dầu trong cái phân khúc của họ thì họ vẫn có thể cạnh tranh với nhau như bình thường. Và đồng thời với cái quy định này thì chúng tôi cũng cho rằng là sẽ tạo cái động lực để cho các cái thương nhân phân phối xăng dầu mà họ làm tốt thì họ phát triển tới một cái phân khúc cao hơn. Đấy là họ hướng tới là họ sẽ là trở thành là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Được rồi. Thưa quý vị, giảm sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp, đảm bảo khoa học, hợp lý, khả thi, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và công tác quản lý nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước và người dân, cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Nhiều điểm mới trong dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo hướng tới mục tiêu đó là đảm bảo sự minh bạch và công bằng. Cả nước hiện có 33 doanh nghiệp đầu mối được cấp phép kinh doanh xăng dầu và gần 300 thương nhân hoặc doanh nghiệp phân phối. Nhiều thời điểm xảy ra tình trạng găm hàng, tạo sóng khan hàng, chờ tăng giá, mua bán lòng vòng giữa các đơn vị phân phối dẫn đến phát sinh thêm các khoản phí trung gian, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Tuy nhiên, dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu sẽ hạn chế được những điểm chưa thỏa đáng này. Trong hệ thống xăng dầu thì trước đây thì chúng ta có rất nhiều tầng lớp, từ đầu mối, tổng đại lý, thương nhân phân phối, đại lý và các thương nhân nhượng quyền. Thì hiện nay theo cái dự thảo mới thì cái hệ thống của nó hiện nay còn tạm gọi là 3 cấp. Từng cái công đoạn một trong cái chuỗi đó thì phải thực hiện các cái nhiệm vụ khác nhau để làm sao để đảm bảo cho cái lưu thông xăng dầu nó được thông suốt. Đặc biệt, đề xuất quy định nhà nước không tham gia vào quá trình điều hành giá nhưng công bố các yếu tố hình thành giá và để doanh nghiệp tự quyết định giá, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu các điều kiện kinh doanh không cần thiết cho nhà phân phối nhưng cũng đảm bảo sự minh bạch, công bằng. Dự thảo nghị định lần này là theo cái hướng là giao nhiều cái trách nhiệm hơn và quyền lợi hơn cho các doanh nghiệp đầu mối về kinh doanh xăng dầu và đồng thời thì cũng kiểm soát chặt chẽ hơn, có điều kiện hơn đối với các doanh nghiệp phân phối và doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu. Vâng, tôi cũng có một góc nhìn nữa trên thị trường xăng dầu thế giới, đó là xăng dầu là ngành hàng đặc thù không phụ thuộc vào cân đối cung cầu và đôi khi phụ thuộc vào yếu tố địa chính trị trên thế giới. Và các nước thì vẫn tăng sản lượng nhưng giá xăng dầu vẫn lên. Đôi khi thì giảm sản lượng nhưng mà giá xăng dầu thì vẫn xuống. Và rõ ràng sự biến động này phần nào đó ảnh hưởng tới xăng dầu trong nước. Như vậy là sự cần thiết chúng ta cần phải ban hành một nghị định mới lần này có ý nghĩa như thế nào và giúp chúng ta lường trước được các cái rủi ro ra sao. Và đây đó câu chuyện cần làm rõ ràng việc mua bán của đơn vị phân phối, phải không thưa bà? Vâng. Cái dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu lần này thì chúng tôi cũng đã thiết kế thành 3 cái phân khúc, tức là 3 cấp. Thứ nhất là cái cấp thứ nhất đấy là cấp về thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, cái cấp thứ hai đấy là thương nhân phân phối xăng dầu và cái cấp thứ ba là thương nhân bán lẻ. Và đối với từng cấp này thì chúng tôi có quy định về cái điều kiện tham gia thị trường của họ, cũng như là thứ hai đấy là quy định về cái quyền và nghĩa vụ. Thế thì khi mà doanh nghiệp tham gia ở phân khúc nào thì họ phải thực hiện cái điều kiện, duy trì cái điều kiện và họ phải thực hiện cái quyền và nghĩa vụ của họ ở cái phân khúc đó. Và thực hiện cái kết luận của cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm tra cũng như cơ quan điều tra thì giảm cái khâu trung gian phân phối. Thì nghị định lần này của chúng tôi đã thiết kế theo hướng là chúng tôi bỏ cái quy định là thương nhân phân phối xăng dầu được mua bán lẫn nhau và từ đó thì là loại bỏ cái số liệu ảo về cái tiêu thụ xăng dầu trên thị trường. Thì cái việc này thì nó cũng sẽ giúp cho các cái thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu họ sẽ tính toán được cái lượng thực tế, tiêu thụ thực tế để họ có cái kế hoạch mua bán xăng dầu, mua xăng dầu trong nước cũng như là mua xăng dầu từ nguồn thế giới để cung ứng cho thị trường. Và cái thứ hai nữa là giúp cho cơ quan quản lý nhà nước cũng xác định rõ được cái lượng tiêu thụ và để xây dựng được cái tổng nguồn và từ đấy là xây dựng cái tổng nguồn và phân giao cái tổng nguồn hàng năm cho doanh nghiệp thực hiện để đảm bảo cung ứng đầy đủ xăng dầu cho nền kinh tế. Được rồi. Xin cảm ơn bà với những thông tin mà giải đáp từ phía cơ quan quản lý nhà nước trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, thương nhân được làm những điều pháp luật không cấm. Nhưng rõ ràng đối với mặt hàng xăng dầu, kinh doanh xăng dầu có điều kiện thì kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện đó. Cơ quan chủ trì soạn thảo nhận định việc soạn thảo dự thảo nghị định đã tôn trọng 5 nguyên tắc cơ bản được nêu trong quá trình soạn thảo đã được chính phủ thông qua. đó là xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kế thừa những ưu điểm trong cơ chế kinh doanh xăng dầu hiện hành và bổ sung mới những quy định phù hợp với tình hình thực tiễn cả quốc tế và trong nước. Đặc biệt, mục tiêu điều hành là góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giảm bớt khâu trung gian trong chuỗi cung ứng xăng dầu. Đến đây, chương trình Vấn đề hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị.